Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của DigiStar. Hôm nay DigiStar sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cách chuyển hướng một tên miền trên Cloudflare. Thì đầu tiên, để chuyển hướng tên miền trên Cloudflare, các bạn tiến hành truy cập vào website cloudflare.com. Sau đó các bạn tiến hành nhấn chọn Login để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đã đăng nhập thành công, các bạn nhấn chọn Assign và tiến hành điền địa chỉ tên miền của các bạn. Thì các bạn lưu ý, ở mục này chính là địa chỉ tên miền mà các bạn cần trỏ đi. Ví dụ ở đây mình muốn chuyển hướng một tên miền công ty digistar.tk sang tên miền digistar.vn, thì cái tên miền mà mình cần điền vào ô này chính là công ty digistar.tk. Sau đó các bạn nhấn chọn Begin Scan. Các bạn tiến hành đợi trong một ít phút để hệ thống tiến hành quét tên miền của các bạn. Sau khi hệ thống đã hoàn tất quá trình quét tên miền, các bạn nhấn chọn Continue. Ở mục này các bạn tiến hành thêm bản ghi A với name là tên miền của các bạn. Về IP, các bạn lưu ý địa chỉ IP này chính là cái địa chỉ IP mà website của các bạn cần trỏ đến. Bản ghi thứ hai các bạn cần thêm vào là bản ghi CNAME. Sau khi tiến hành thêm hai bản ghi, các bạn tiến hành bật domain này lên và nhấn chọn Continue. Ở mục tiếp theo các bạn nhấn chọn Free Website và click chọn Continue. Như vậy là Cloudflare thông báo cho các bạn là yêu cầu các bạn cập nhật lại name server theo cái cập name server mà Cloudflare đã cung cấp. Thì để thay đổi cái cập name server này, các bạn tiến hành đăng nhập vào trang quản trị tên miền của các bạn khi mà các bạn đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu các bạn đăng ký dịch vụ tên miền ở DigiStar thì các bạn tiến hành đăng nhập vào trang minute.digistar.vn. Ở đây thì tên miền của mình là công ty digistar.tk. Vì vậy cho nên mình sẽ tiến hành đăng nhập vào cái trang quản trị tên miền của mình. Và đây chính là cái trang quản trị tên miền của mình. Mình sẽ tiến hành thay đổi lại cái name server. Như vậy là hệ thống đã thông báo cập nhật name server thành công. Kiểm tra hệ thống cập nhật name server này đã thành công hay chưa, các bạn cũng có thể truy cập vào website dnswatch.info để kiểm tra thông tin này. Các bạn tiến hành điền cái địa chỉ tên miền mà các bạn cần kiểm tra này và tiến hành chọn bản ghi NS. Như vậy là hệ thống đã cập nhật thành công cái cập địa chỉ name server của Cloudflare. Ở bước tiếp theo, các bạn tiến hành quay trở lại trang Cloudflare và nhấn chọn Continue. Sau đó các bạn nhấn chọn mục Payroll và click chọn Create Payroll. Ở mục này các bạn tiến hành điền thông tin tên miền. Các bạn lưu ý cú pháp của phần tên miền này là có dấu sao ở phía trước và dấu xuyệt ở cuối cùng. Ở mục Bit a Setting, các bạn nhấn chọn Forwarding URL. Status Code, các bạn chọn 301. Và cái mục URL này chính là cái địa chỉ website mà các bạn cần trỏ đến. Cái địa chỉ mình cần trỏ đến ở đây là cái địa chỉ website digistar.vn. Sau đó các bạn nhấn chọn Save and Deploy.
Như vậy là các bạn đã tạo thành công một cái payroll. Các bạn tiến hành chờ trong vòng một ít phút để hệ thống tiến hành cái cập nhật cái tên miền của các bạn. Bạn tiến hành kiểm tra cái kết quả các bạn mà các bạn cấu hình được. Ở trên thanh, như các bạn đã thấy thì trên thanh địa chỉ là mình nhập vào cái địa chỉ tên miền là công ty digistar.tk. Sau đó ngay lập tức sẽ được chuyển hướng thành cái địa chỉ của website digistar.vn. Như vậy là cái công việc chuyển hướng một tên miền trên Cloudflare đã hoàn tất. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau của Digistar.